dậy, dựng dậy. Xong rồi đó hả, tưởng đó hả từ là... Từ 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 mọi người, từ từ mọi người. Từ 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 cái gì mà. Từ từ gì hết nữa. Từ từ cái gì mà từ từ lừa lọc nè. Lấy 5 triệu em ơi. Lấy 5 triệu em ơi. Hiện tại thì Kiên có rất nhiều tin nhắn và rất nhiều bạn hỏi là lịch live của Kiên vào giờ nào và vào ngày nào. Ok, và bây giờ mọi người có thể nhìn bên phải màn hình đấy. Kiên live vào lúc 18 giờ hàng ngày ở trên Buja. Vào lúc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Kiên sẽ nghỉ thứ 5 nha mọi người. Và đặc biệt là ngày thứ 3 và ngày thứ 7, Kiên live là Kiên sẽ có tạo custom cho mọi người chơi phòng và nhận được kim cương. Một là những người mà đã giết Kiên nhận được kim cương, hoặc là ai sẽ được top 1 để được kim cương cho mọi người. Còn điều đặc biệt hơn nữa, bạn nào muốn lên kèo solo 11 chốt 7 không, cứ comment ID vào đây, lên kèo gì chơi kèo đó. Kiên không ngán một ai, trùm qua sót thế giới mà. Hãy nói giỡn vậy thôi chứ, ai muốn solo hay là ai muốn bán tự chiến với Kiên, cứ comment ID và lên chơi nhá. Và đặc biệt nhớ tại Buja về và chơi cùng Kiên đấy. ID HeavyGame74 luôn chào đón mọi người. Ok. Game74 ở trong tâm trí của mọi người. Đó. Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Game74. Chiu. Ok. Các bạn biết ngày hôm nay mình quay cái màn hình bên này là như thế nào không? Hôm nay, hôm qua Kiên vừa mua được một tờ vé số, là số đuôi nó có là 5457. Mà không ngờ hôm nay Kiên dò thì trúng mọi người ơi. Thì bây giờ Kiên quyết định gọi báo với anh Sang là Kiên trúng và vé số cực kỳ nhiều tiền. Và Kiên không muốn làm ở đây, hoặc là Kiên muốn thử thách gì đó kiếm bên Sang kiếm chút tiền. Đây, mình là lấy tiền đẻ ra tiền cho mọi người. Đây, bây giờ Kiên sẽ này 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 này, Kiên lấy máy cái điện anh Sang cho mọi người coi luôn này. Không biết có bắt máy không ta. Bây giờ 10:11 bắt máy không ta. Alo anh Sang ơi. Ơi cái gì vậy? Em vừa có vừa tin vui vừa tin buồn, nên muốn nghe cái gì trước anh? Nghe tin vui trước. Tin vui là em trúng số. Ủa trúng số luôn hả? 2 tỷ. Đỉnh vậy. Em vừa mua vé số hôm qua, hôm nay em dò trúng luôn. Trúng được bao nhiêu vậy? 2 tỷ. Nani? Nè, bây giờ là trong vé số, nếu người ta bảo là nếu mà trúng là có được trúng số là 2 tỷ nè, em trúng đủ số nè. Còn tin chia anh bớt miếng đi. Tin buồn là anh không cho anh ngàn nào và em cuốn gói về quê, hoặc là em muốn tiền đẻ ra tiền thì anh muốn như thế nào nè. Trời ơi chưa. À, muốn cuốn gói về quê hả? Không không, em nói giỡn, em muốn tiền đẻ ra tiền. À, tiền đẻ ra tiền hả? Đúng rồi. Ờ, không ấy thì bây giờ đi đặt một kèo solo đi. Anh solo với ai á? Ai biết. Nói thật với anh, bây giờ em nhiều tiền lắm rồi, solo em tự tin lắm, solo với anh quá dễ, kèo 2 triệu, 5 triệu em chơi hết. À, vậy thì bây giờ solo 5 cũ đi. 5 triệu. À, em bắn thắng anh thì quá dễ rồi, tại vì em bây giờ em nhiều tiền rồi đúng không, em trúng số nhiều tiền rồi đúng không? Đúng, đúng. Thì đúng rồi. Ừ, thì bây giờ thôi, bây giờ em solo với anh, với Na, với Casey đi. Cái gì? Tưởng em nhiều tiền, em ngu hay sao, solo 3-1 vs 3. Trời, bây giờ bọn anh không có tiền, em có tiền thì em chơi vậy. Lỡ khi em thắng bọn anh, cái em được thêm 5 triệu nữa rồi sao? Thì trời ơi, nhà đầy tiền em không sợ, vô game anh ơi. À, nhà đầy tiền. Vô game. À, ok, anh vô game liền là chơi luôn này. Ok mọi người, thì Kiên cũng đã thách thức được AS1. Sao xong 1v3 rồi? Ôi mình gã AS mà, 1v3 là AS rủ thêm mấy người PC vào sao bắn ta? Nhưng mà không sao, nhà đầy tiền. Đúng, hợp lý. Đấy, trúng số mà. Hey, ok. Vô game. Ờ, Na ơi, Na. Hả? À, dạ? Gì vậy? Gì tự nhiên? Quỷ kiên mới trúng số. Nó đòi 1 cân 3 với mình. Ở kèo này là 5 củ. Ghê vậy? Trời ơi. Có hèn chi đem mới ngủ dậy cái tự nhiên á hả, kêu vô bắn. Nhà đầy tiền, chơi nhà đầy tiền. Thôi hèn chi trúng số này đi. Giờ bắn thua cũng không sợ nữa, anh chơi kiểu bắn thật tinh thần thoải mái ấy. Bên kia mà thua 5 triệu chắc run, tháng này có tiền đâu anh. À được rồi, coi cẩn thận ăn cám đó nha. Ủa sao? Kiểu này chắc anh Kiên á hả? Ôi trời ơi. Cho anh Kiên ăn cám quá.
Ai mình sẽ cứu đồng đội trước. Sẽ bắn chơi hết. Này ủa là sao là kì? Ủa cây si kìa. Cứu cây si kìa. Dạ, nơi. Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Đâu? Khởi nghiệp. Yeah. Kiên lụm tiền, lụm tiền. Sao mọi người chơi 3 lên 1 là một lần nhỉ? Rồi chứ cứu không được cứu. Ủa sao kỳ vậy? Không tao chơi cứu. Thôi tiền bạc mà, tiền bạc mà ngon chứ. Không thể nào hả? Để mất được anh hiểu không? Mệt quá, kiếm nhiều tiền mà. 2 tỷ đúng không? Anh Sang, lần đầu tiên em chơi vé số mà được như vậy luôn đấy. Ủa là trời ghê. Tô 10 gián nữa cũng hả? Hết tiền nữa. Từ từ thôi chứ. Yếu lắm rồi. Ơ, Sky được. Năm cụ. Bạn sang một máu rồi, không phải đâu nha. Lẫm tiền. Ôi mà anh Trang, lần đầu tiên em dò số, em nghe người ta bảo chỉ cần trúng số thôi là có 2 tỷ đúng không? Đúng rồi. Đấy, em trúng rồi đấy. Em trúng hẳn 2 số giống nhau luôn. Ủa? Dạ. Ủa? Số giống nhau mà cái vé số bao nhiêu số ta? 6 số, người ta bảo trúng số là trúng là có số đầu đấy. 2 con, nó chỉ có 2 con thôi mà trúng 2 con luôn là anh chặn được 2 tỷ rồi. Đâu? Con em tính bị lộn có... rồi. Là sao? 2 con là được có 100.000 à? Khi nào? 2 con đâu? Có ai trúng số 2 con mà được 2 tỷ đâu? Dạ 8. Anh Kiên chơi vé số ở Dubai hay gì mà hả? Rồi xong. Lần đầu tiên. Mệt rồi đó. Mà anh Kiên lừa mình đó mọi người ơi. Rồi chúng con. Có 100.000 anh Kiên. Có kèo gì mà. Ây da. Rồi xong. Kiên ơi. Dạ. Kiên. Tháng này không có lương nha Kiên. Không phải như này em. Nó không có tiền trả rồi. Đúng rồi đó. Năm cũ lấy đâu tiền trả, tưởng đâu chúng 2 tỷ có tiền trả, năm cũ lấy gì tiền trả? Lương của anh Kiên để trả tiền đó cho. Không, này, bây giờ chơi 100.000 thôi cũng được ha. Em trúng 100.000 em đưa vé số lại cho mọi người. Đúng. Ủa, em nghĩ là ví dụ như mà anh thắng đi, cái anh không lẽ anh bắt thì em đền cho anh 5 triệu, trong khi nếu mà anh thua thì anh đâu có tiền chung với tụi em đâu. Đâu, anh đúng, không đúng. Vì lúc đầu nè, em chơi vé số mọi người ta bảo chỉ cần trúng số, nếu mà có trong những số này là trúng 2 tỷ thì em thấy có mỗi 2 số đầu à. Và ai cả đại. Mệt quá. Thôi, ông đừng có lừa dối bản thân nữa. Ông đừng có lừa dối. Không có cảm xúc bắn được rồi, không có cảm xúc bắn được rồi. Tư. Và tháng này hả, cho anh Kiên khỏi có lương đi. Cái tiền lương của anh Kiên. Nè, em dò một phát nha, tự nhiên em đang ngủ, em dò một phát thấy 57 ở số đầu. Xong vào một em vào một phát. 2 tỷ thì em nghe theo cái lời bà bán vé số. Bà bảo là chỉ cần trúng số là trúng 2 tỷ. Bà nào vậy? Bà nào mà ác ôn dữ vậy? Anh nghĩ là bà đã lừa em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ nha, thôi cuối tháng em khỏi nhận lương luôn ha. Không phải, lúc nãy em gọi là em nói là chơi cho solo cho vui thôi đó. Solo cho vui cái gì mà vui. Dựng dậy, xong rồi đó hả, tưởng đó hả. Từ từ mọi người, từ. Cứ từ từ gì hết luôn, đẩy vô luôn, bắn chết luôn nha Sang ơi, từ từ gì hết á. Bắn chết luôn. Từ từ gì hết nữa. Lừa lọc nè. Lấy 5 triệu em ơi. Tiền, thôi mình giờ anh kia không trúng số, mình lấy tiền lương của anh mình đi, mình lấy 5 triệu đó mình đi. Mình đi nhậu luôn. Hay đi leo luôn. Sao mọi người lấy tiền của em, mọi người vui thế? Cái kiểu thơm, cái kiểu ngon. Cuối cùng cứ có 100.000. Chúng có 100.000 mà la 2 tỷ. Lúc này em còn tính cuốn gói về quê cơ. U là trời. Rồi lần này thì nó hết lương, nó đòi về quê thiệt luôn rồi. Hết gì ăn là chắc chắn về quê rồi em ơi. Lúc đó mượn tiền lại. Thôi mọi người, nói thật ra anh em trong nhà chẳng nên vì một lần sai lầm mình nợ lấy 5 triệu của em sao? Em tin anh Sang với Anna không bao giờ, với Casey không bao giờ lấy tiền của em đâu. Anh
không phải lấy, sai lấy, người lấy, đó. Lấy luôn. Đụng lấy, sai lấy, người á. Yếu rồi. Đó, cứu luôn kìa. Tất cả em cứu. Ây da. Rồi, cứu anh Sang. Nè. Cứu anh vậy. Tôi sẽ đồng lòng. Anh bơm nát đầu kiên bảy tư. Yếu rồi anh Sang ơi. Em đang tin cứu, trời ơi. Yếu lắm rồi. Được anh Sang ơi, không được anh Sang ơi. Máu rồi, một máu là 5 triệu. Ui ôi. 5 triệu á. Được. Không, nói chung là 100.000, không chơi 100 triệu nữa. 5 triệu, em lộn rồi, 5 triệu. Anh Sa luôn này, em chỉ là gọi cho vui này. Em nói là gọi vào chơi game với nhau, em thôi vào solo để cho biết kỹ năng với nhau. Chứ làm gì em bán, làm gì em bán ăn được. Chứ thằng nào ngu mà dư tiền đi kêu 5 triệu nữa, solo 1-3 5 triệu. Ai mà có đâu. KC, sáng Kiên có gọi em không? Sáng dựng đầu vậy, KC. Dựng đầu vậy. Dậy đi, kèo ngon lắm, thơm lắm. Rồi xong. Khỏi bàn nha em, ở đây có hai nhân chứng, vật chứng rõ ràng em. Có đâu trời, em còn không biết cái gì luôn. Em tự nhiên bảo Kiên này vào solo này, Kiên em ơi. Rồi xong. Phá Kiên nè, đó xong. Tiền tháng này khỏi nhận lương nha Kiên. Anh Sang, vui mà nhận lương. Không, anh không biết. Để đợi xíu anh gọi cho kế toán nè. Ác thật sự. Alo chị Hảo hả? Tháng này trừ lương Kiên 5 triệu giúp em nha. Để chuyển qua mấy người khác luôn, chia ra, chia luôn anh ơi. Chuyển qua cho Na, KC với AS luôn. Ok. Rồi được rồi nha Kiên. Ok anh ok hết rồi nha Kiên. Cảm ơn Kiên nha. Cảm ơn Kiên nha. Không có gì đủ em nữa. Rồi. Hết mì gói để ăn luôn rồi. Cho mọi người xem này. Cái không lừa đâu nhá. Đó, con 57 như này là trúng 2 tỷ đúng mọi người, đúng mà. Đúng không mọi người? Sai gì đâu mọi người. Đồ ngu. Hết vui à? Mất 5 triệu à? Ủa Kiên không biết chơi vết số. Kiên tưởng trúng như thế là trúng 2 tỷ mà, đúng không? Rồi nhìn lại cái giải 8 sau này trúng 100.000. Yêu kiểu gì? Ok mọi người, vậy là tháng này Kiên không có lương rồi. Ừ, mọi người có thử thách gì để Kiên chơi lại AS hay trôn lại AS và KC? Thật sự là mình đâu gọi KC đâu, mình chỉ qua KC có kèo thơm thôi mà. Ai ngờ thua rồi, mất 5 triệu rồi. Kiên sẽ phục thù, Kiên nói thật luôn, mất 5 triệu, ăn được 5 triệu của Kiên, nó lấy được 5 triệu của Kiên á. Kiên sẽ lấy lại bằng những sức mồ hôi, sức lao động của mấy người. Đúng. Ok mọi người, nếu mọi người có thử thách thì hãy nhớ comment dưới phần danh sách. Còn bây giờ thì Kiên sẽ xin kết thúc clip tại đây. Đừng quên là like, subscribe kênh 2V Kiên 74 cho mọi người. Còn bây giờ, bye bye. Kìa, chúng mình lại gặp nhau rồi. Các bạn nghĩ clip này là vậy là chấm hết rồi đúng không? Không. Clip này vẫn còn, nếu như các bạn không ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo lên mỗi khi Kiên ra video, các bạn là người xem đầu tiên. Không thôi là Kiên ngồi đây và nói tiếp với mọi người. Không. Bye bye mọi người nhá. Team cho mọi người và Kiên nhá.